Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn. Chúng ta đến với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, chương trình trung tuần tháng 12 âm lịch. Tôi gửi đến hình ảnh của một tác phẩm Tùng La Hán, một cây tùng mà đúng là gốc bồ ngọn chỉ. Và đặc biệt nhất là cái form cây tùng dáng trực, lại là trực lùn. Đấy, hình ảnh của một cây tùng. Đây giới thiệu anh em đây, tùng ta nhé, tùng Việt. Vâng, tùng Việt. Xuất xứ Việt Nam. Đẹp quá đúng không nhỉ bác nhỉ? Đúng là bonsai cây này. Người Việt bắt đầu là đẳng cấp quốc tế rồi. Và chúng ta quan sát cận cảnh, sau đó anh Hiệp sẽ lấy cái kích thước bonsai. Cái tay một đưa ra rất là xa đấy. Đẹp chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À dạ, vừa đúng 6 tán với một quả phúc là 7. Thất hiền. Anh là 120 bác ơi. Đâu, giữ thước ấy. Ở vị trí đây là 120. Và cao là bằng 1m35. 1m35 chiều cao, và trong khi đó sải tán phải đến khoảng tầm hơn 2m. Hết thước 2m. 2m vừa hết thước đúng không? Đấy. Này, anh em đang báo là nhiều trường hợp báo là 420 triệu. Và cây tùng có giá 420 triệu. Bao ship toàn quốc đi chứ. Bao ship toàn quốc. Và trên cái bể sẵn chơi rồi. Đẹp quá nhỉ. Dáng rất là lùn cây. Gốc to. Cây tùng rất khỏe. Thất hiền. Sáu bông và quả phúc nữa là 7. Rồi, di chuyển nhá, tiếp anh. Okay, si đi bác. Và chúng ta đến với một cây si. Si này si búp hồng ấy cho. Si búp hồng. Bệ này, bệ đường kính này bác này, hơn một gang tay này. Có thước đấy mà, có thước, anh lười thế. Tay thì một tay cầm thước, một tay lại đo gang. Rồi. 70. 70. Đấy. Cổ thân này. Cổ thân này. Cổ thân là được 25. Được rồi. Si thân cây cũng được. Cao là 70. Khá dẻo nhỉ. Tàn là 80. Người ta mình anh em là 9 triệu. Giá bao nhiêu? 9 triệu. Giá 9 triệu. Và tốt rồi.
Vâng, chúng ta di chuyển đến một cây vú sữa. Cây vú sữa báo với bà con là 10 triệu. Hoành được 40. Hoành cổ thân được 40. Vâng. Cao là 60. Tàn là 1 mét. Cây này báo anh em à, 10 triệu. Rồi, giá 10 triệu đồng. Alo. Ơi. À thì gọi vẫn phải đợi gì. Vâng, tiếp đến là một cây thông này. Rồi ok, thì cứ có gì thì anh sẽ liên hệ chủ nhà, bởi vì anh ok. Từ từ đợi anh một tí, anh đang có chương trình một tí nhé. Vâng, cây này nhỏ nhưng mà cũng có tuổi đấy bác ạ, cũng già đấy. Đây là thông, dòng thông hai lá. Thông Chí Linh. Chí Linh Hải Dương. Hoành là được 26 bác ạ. Vâng. Tàn bay 90. Sở dĩ vừa rồi có một anh bạn nhắn ở trong cái Zalo của Đỗ Sinh là bác Sinh ơi, thế nào gọi là hai lá và ba lá? Thì nó quá là đơn giản. Cái từ mà hai lá ba lá thì các bác anh em chúng ta căn cứ vào đây này. Đây, tôi sẽ lấy một cái ra. Đấy. Gọi là một cái nhành ra hai. Tôi lấy một cái ra đấy nha. Đây, khi mà cho bứt một cái ở ra khỏi thân cây thì nó chỉ có hai lá này thôi này. Đấy là hai lá. Đấy, sở dĩ là hai lá ba lá này vậy, có hai cái thôi. Còn nếu mà thông Đà Lạt ấy, là thông ba lá thì nó sẽ ba cái nhánh lá này. Có thế thôi mà nhá. Có một cháu nhắn cho tôi và bác Sinh cho cháu hỏi để cháu phân biệt, vì nhà cháu có mấy cây thông. À, nếu mà cháu lấy thông ở giống Đà Lạt về thì nó là thường là ba lá. Và thông Côn Sơn, Chí Linh Hải Dương. Cây thông này bao tiền anh ơi? Thông này 8 triệu. Giá 8 triệu đồng. Rồi. Và đến với cây tùng La Hán. Ai chả, cây tùng anh ấy có cái tay đấy rất là nghịch nhỉ. Một cây tùng phải nói là VIP nhất từ xưa đến nay. Mà chưa bao giờ có. Cây tùng cái chỗ này đó đấy. À, cây vót làm lũa luôn. Bởi vì bác Sinh có biết cái nó quý của cái gì, Trần Hiệp sẽ nói qua bác Sinh nhé. Rồi anh cứ nói đi. Ừ, bởi vì là hiện nay là tùng búp đỏ ấy, là đang nhập khẩu từ Đài Loan vào rất nhiều. Và các bác đã lấy để ghép gọi thành tùng búp đỏ. Đấy, nhưng đấy là tùng ghép thôi. Nhưng đây là một tác phẩm tùng búp đỏ của Việt Nam, là tùng xịn luôn. Đấy, đây bác nhìn này, búp đỏ này. Rồi, tôi vừa xoay rồi. Búp đỏ này anh em nhé. Thế vị trí là các bác không phải mua tùng ghép nữa mà mua tùng VIP luôn này. Giao lưu với Trần Hiệp đầu xuân này, đấy, búp đỏ đấy. Thế còn cái nữa, còn cái gì quý hơn thế nữa không? À, thì quý hơn nữa là bây giờ là đáp ứng theo cái nguyện vọng của các bác đang đi tìm búp đỏ. Ừ. Thì hợp tác xã có tùng búp đỏ VIP thôi. Thế. À... chứ còn về về nét đẹp bonsai có gì không? Nét đẹp bonsai thì cây này không có cái gì để mà chơi. Nếu vậy có một cái dây như là cái sừng hươu nó chìa ra ngoài này nhỉ. Cây này quá đẹp. Rồi. Đây, bác nhìn này, cái chỗ nó mới ta vặn cái cổ ấy, công phu à. Đây anh em cứ thử vặn tùng thì xem bao năm mới được. Ừ. Đây là cái tùng búp đỏ nhá. Cái này thì hôm nay cũng xin anh em 12 đồng thôi, quên, 12 triệu. Báo giá 12 triệu. Vâng. Vâng. 12 triệu. Đây này, 3 ngày thôi. Rồi, tiếp tục. Cây Nam Điền. Di chuyển đến cây xanh Nam Điền đây quá. Anh em có thể đây.
Này là hoành là 55. Vâng. Chiều cao là 50. Tàn là 70. Cái này giao lưu anh em 12 triệu. Giá 12 triệu. Quá, vâng, một cây tùng La Hán tầm nhỏ. Cái tùng này báo với anh em là 3,5 triệu. Rồi. Cái chậu này cũng mua mấy trăm anh em này. Giá 3,5 triệu. Chậu Đồng Nai. Hoành là 16. Cao là 70. Cây này giao lưu với anh em là 3,5 triệu. Vâng. Rồi, tiếp tục nhé. Trước mặt anh Hiệp là cây sung à? Hoành là 68. Cao 70. Tàn 75. Cây này giao lưu anh em là 2,5 triệu. Vâng, 2,5 triệu. Rồi. Yeah. Sùng gốc to phết. Và chúng ta đến với cây hoa dây Mỹ đây. Hoa dây Mỹ đẹp à? Dáng siêu, rất là bay. Dạ. Yeah. Hoành là 44. Tàn là 65. Cây này giao lưu với anh em là 25 triệu. Rồi. Tiếp tục. Vâng, tiếp một cây vú sữa nữa. À thế thì anh lúc nãy vừa quay một cây là phía bên kia. Hai cây đuối nhau này các bác. Đây. Cây đằng này, này. À, tôi quay cách đây khoảng vài phút trước này. Giờ đến cây số 2 này. Này hoành là 40. Cao 70. Tàn 1 mét. Này giao lưu với anh em là 8 triệu. Vâng, giá 8 triệu đồng. Và trở lại với một cây tùng La Hán này. Đòi cụ này nó này ba. Hoành là 50. Đòi cổ thân được 38. Tàn 90. Tàn bay 1,2 m. Cái này giao lưu với anh em là bằng 25 triệu. À, cây tùng giá 25 triệu. Được đấy nha. Tiếp đến một cây đề trắng. Vâng. À, còn gọi là cây lâm vồ đây. Lâm vồ à? Vâng, các tỉnh phía Tây người ta, miền Tây người ta gọi là lâm vồ. Cao hoành 1 mét. Vâng.
Nhiều khi gọi đến lâm vô các anh không biết nó là cây gì. Chính là cây đề trắng. Tào 90. Tàn 90, cây giao lưu anh em 15 triệu. Giá 15 triệu. Chậu gốm rất đặc biệt. Vâng, với tác phẩm Đề Trắng, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.